thấy, có nghĩa là bị nhắc nhở là phải mình phải biết tu, phải đi đúng đường, chứ đừng uổng một kiếp người cứ tu cà gù cà gật. Rồi lúc mà mấy ông thầy quốc danh á, ông xuống địa ngục á, rồi mình cũng theo xuống dưới nấu ăn cho ông, mình dành thầy ở dưới nữa. Tại xuống dưới dành nữa chi, Phật tử bây giờ dành thầy nấu ăn cho ông không? Bây giờ thầy cho đi xuống cầu hết. Đừng, mình đừng có tưởng là mình làm công đức, nhiều lúc á mình tạo tội mình không biết á, cộng nghiệp. Nghĩa là ổng làm sai mà ổng dùng cái đồng tiền của mình, ổng dùng mình để đi vận động gây quỹ đi làm lợi cho mấy ông. Có nghĩa là mình bị tội chung, đồng lõa. Cái luật của đời sao thì luật vô vi cũng y vậy. Mình giúp không đúng người mình cũng bị tội. Mình cúng dường đúng một vị Phật, đúng một nơi, mình có công đức. Còn tốt nhất bây giờ mình thời tận thế này mình ở nhà mình tu. Còn mà nếu mà Việt Nam mà muốn muốn đi cúng dường cha tăng để tạo công đức cho cha mẹ thì chỉ có thể phái khất sĩ đó. Hình như còn tạ còn có thể tin tưởng được thì cúng dường cho hệ phái khất sĩ mấy thầy đó. Chứ còn mấy ông thầy mà như kiểu trên mạng tịnh độ rồi đó, mình phải coi lại. Ngày Minh Đăng Quang á, tổ đình Minh Đăng Quang Vĩnh Long, nhưng mà khắp tất cả miền Tây có, mà ở giờ Cà Mau phải không, Kiên Giang thiếu gì. Cứ là xây 60 chùa sĩ bệnh